Xin chào các bác nông dân thân mến. Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bác một sản phẩm vô cùng hữu ích cho việc bảo vệ cây trồng, bộ kem thủy si 22-2-ATT. Đây là một loại thuốc trừ sâu thế hệ mới, cực kỳ hiệu quả trong việc loại bỏ những loại sâu bọ phá hoại mùa màng. Bộ kem thủy si 22-2-ATT không chỉ tiêu diệt sâu bệnh mà còn giúp cây trồng chống chọi với những thay đổi bất lợi. Điều này rất quan trọng, nhất là khi thời tiết thất thường hoặc cây bị tổn thương do thu hoạch, vận chuyển hay các tác động từ môi trường. Điểm mạnh của bô kem thủy si 22-2-ATT nằm ở thành phần hoạt chất tiên tiến, giúp diệt sâu bệnh nhanh chóng mà vẫn an toàn cho cây. Sản phẩm này đã được kiểm định chặt chẽ và đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo các bác nông dân có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Để bô kem thủy si 22-2-ATT phát huy tối đa hiệu quả, các bác nên phun thuốc đều lên mặt lá vào sáng sớm hoặc chiều mát. Cách này giúp thuốc thẩm thấu tốt hơn vào cây. Ngoài ra, các bác nhỏ đọc kỹ và tuân thủ hướng dẫn về liều lượng trên bao bì để đảm bảo an toàn cho cây trồng và môi trường nhé. Và đừng quên, khi sử dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu nào, các bác cũng cần trang bị găng tay và kính bảo hộ để bảo vệ sức khỏe bản thân. Thêm một lưu ý nhỏ nữa, các bác hãy thường xuyên kiểm tra cây trồng để kịp thời phát hiện dấu hiệu sâu bệnh. Nếu phát hiện sâu bệnh, hãy sử dụng bô kem thủy si 22-2-ATT xử lý ngay. Việc này sẽ giúp cây trồng luôn khỏe mạnh và cho năng suất cao. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, đừng ngại cho tôi một like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về chăm sóc cây trồng nhé. Để tìm hiểu thêm chi tiết, các bác có thể truy cập trang web Dear Plant Event. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.